Chào mừng các bạn đã đến với kênh Của Cỏ, nơi mà mình ghi lại những khoảnh khắc đời thường và chia sẻ một số cảm nghĩ về cuộc sống. Hy vọng sẽ mang đến cho các bạn những khoảnh khắc yên bình và thư thái. Ngày còn nhỏ, có khi nào bạn đã thử tưởng tượng về cuộc sống của mình sau khi trưởng thành chưa? Và cuộc sống ấy so với hiện tại của bạn khác nhau có nhiều không? Có thể ai trong chúng ta ngày còn bé cũng đã từng ước một khi mình lớn lên sẽ được tùy ý làm những việc mà mình thích, không sợ bố mẹ mắng, không sợ bạn bè cười, cứ tự do mà tung hoành. Rồi thời gian cứ thế trôi, đi cùng với những năm tháng đèn sách vất vả, bạn tưởng tượng mình của sau này sẽ thật thành đạt, có tiền mua nhà, mua xe. Đến những ngày tháng một thân một mình đi học đại học ở một nơi xa, bạn lúc này bắt đầu nhận thức được việc thế nào là bươn trải. Không chỉ học giỏi mà còn phải biết tính toán chi tiêu, cân bằng cuộc sống, kết giao bạn bè. Khi bắt đầu ý thức được đồng tiền kiếm ra là không dễ, tiền kiếm đã khó, muốn có nhiều tiền cần biết bao nỗ lực và thời gian. Đến lúc ấy, chúng ta mới thực sự thấm thía câu nói của biết bao nhiêu người đi trước rằng cuộc sống này vốn không có gì là dễ dàng cả. Ai trong số chúng ta ngày mới ra trường đều mong kiếm được một công việc, thu nhập khá, từng bước xây dựng cuộc sống đi lên. Giống như một content, có một dạo mình thấy được post nhiều trên các trang mạng xã hội. Ra trường đi làm lương tháng 20-30 triệu, ngày đi làm, tối đi cà phê sang chảnh, một buồn thì book nhà đi du lịch, có thời gian thì về thăm bố mẹ. Thực ra đối với những ai đã đi làm thì sẽ thấy cuộc sống không thể nào đơn giản như vậy được. Nhưng bạn thử nghĩ mà xem, đó không phải là những gì mà chúng ta đã từng tưởng tượng hay sao? Đó là cái thời vô ưu vô lo, với biết bao kỳ vọng về tương lai, cho rằng không gì là không thể. Nhưng giờ đây ngoảnh đi ngoảnh lại, cũng đã đến thời điểm mà trước đây từng ao ước. Nhưng có vẻ là những gì đã tưởng tượng khi xưa đã không thành hiện thực. Trong cuộc sống của một người trưởng thành vừa chập chững đi kiếm tiền, không có lương tháng vài chục triệu, không có cà phê sang chảnh, cũng không có thời gian để đi du lịch, và thậm chí là chỉ quay về nhà với bố mẹ khi gặp trở ngại trong cuộc sống. Thực sự thì đây mới là hiện thực, là điều mà bản thân mình 10 năm về trước đã không thể tưởng tượng ra. Mình đã từng nghĩ rằng cuộc sống này chỉ cần thật chăm chỉ thì sẽ có được thứ mà mình muốn. Cho đến một thời gian làm việc xảy ra nhiều sai sót, bị sếp mắng đến rát mặt rát lòng. Hồi đó mình bị mất ngủ và hay lo lắng thái quá. Buổi đêm nằm trên giường không ngủ được, trong đầu lại hiện lên bộ dạng thảm hại của mình mỗi khi bị mắng. Hóa ra hiện thực mà cuộc sống này mang lại tàn khốc hơn nhiều so với những gì ta tưởng tượng. Bạn nói xem, dân đi làm trong thời kỳ phát triển như bây giờ liệu có thực sự ổn định như những gì mà người ta đang thấy không? Hay đằng sau cái gọi là sự ổn định vốn là sự nỗ lực không ngừng, là nước mắt và cả sự hy sinh thân mình nữa. Có nhiều lúc chịu nhiều áp lực quá, mình cũng đã nghĩ rằng nếu ngày xưa nghe lời bố mẹ đi theo con đường khác, không bước vào công việc hiện tại thì có phải sẽ không vất vả như vậy. Nhưng rồi khi đến một thời điểm chín chắn hơn, mình nghĩ chúng ta ai cũng sẽ nhận ra rằng không có con đường nào là hoàn hảo cả. Một sự nỗ lực và kiên trì bằng cả trái tim, mình tin rằng hiện thực của chúng ta không thể nào xám xịt mãi như vậy được. Khó khăn đến rồi cũng sẽ qua đi, nước mắt rơi rồi cũng biến thành động lực. Nhân tình thế thái cũng là vì để chúng ta tiến hóa thành một phiên bản hoàn hảo hơn. Thời gian sẽ là đáp án chính xác nhất. Cố gắng thêm chút nữa rồi cuộc sống sẽ đẹp y hệt như những gì bạn đã tưởng tượng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Hy vọng thông qua video này phần nào giúp các bạn thấy thoải mái và thư giãn. Mình mong nhận được một like, share và đăng ký kênh từ các bạn. Xin chào và chúc các bạn một buổi tối bình yên.